Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái máy in mã vận đơn cho những cái sàn thương mại điện tử như là Shopee nè, Lazada nè, Tiki nè, Sen Đỏ nè, hoặc là các bạn có thể in những cái tem hoặc là barcode cho những cái đơn vị vận chuyển như là giao hàng nhanh nè, giao hàng tiết kiệm nè, Viettel Post nè. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này nha các bạn. Thì đây là cái máy in nhiệt nha các bạn. Nó sử dụng thì không có cần mực nha các bạn. Đó, các bạn chỉ cần mua về và các bạn cắm điện vào kết nối với máy tính thì các bạn có thể xài được nha. Ở đây nó có một cái công tắc nè các bạn. Đó, để mở máy thì các bạn bấm bấm vào hai cái bên này nè. Ở bên này nó có hai cái nút đỏ nè. Đó, các bạn bấm vào và các bạn mở lên. Đây. Đó, nó có cái chấu các bạn kéo vô, các bạn mở lên là nó ra nha. Thì đây các bạn là cái tờ giấy mà in test bên mình nó đã in test sẵn, kiểm tra sẵn cái máy này nó có bị lỗi hay không nha. Đó, mực in rất là rõ ràng luôn nè các bạn thấy không? Đó, thì ở đây nó có một cái đầu nhiệt nè các bạn. Đây đầu nhiệt nè. Đó, các bạn chỉ cần cắm điện vào các bạn xài thôi, không cần phải in, không cần phải bơm mực gì cả. Thì cái máy này các bạn nó chỉ kết nối được với cái máy tính thôi nha các bạn. Tại vì hiện tại những cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada, Sen Đỏ hay là Shopee á thì nó không có hỗ trợ in qua cái điện thoại nha các bạn. Đó, những bạn nào mà hiện tại đang bán hàng trên những cái sàn thương mại điện tử á thì chỉ bắt buộc có thể in được ở trên máy tính thôi nha. Rồi thì về cái máy in này các bạn có giá thành khá là rẻ luôn nha các bạn. Đó, thì đi kèm nó là có một cái cọng dây sạc nè. Đó, một cái cục sạc nè và cọng cáp kết nối với máy tính nè các bạn. Đó, thì ngoài ra thì các bạn muốn in được thì các bạn cần phải mua giấy in nha các bạn. Thì ở đây là giấy in nhiệt, một cọc giấy in nhiệt này là 500 tờ nha các bạn. Giấy in nhiệt này các bạn chỉ cần về các bạn in xong đó các bạn tháo, các bạn dán thôi ở bằng sau á, mặt sau nó có keo á, các bạn in xong các bạn tháo ra, các bạn dán lên cái kiện hàng thôi, các bạn không cần phải dán băng keo gì lên hết á, nó có keo sẵn ở đây cho các bạn luôn nè. Đó, rất là dễ sử dụng nha. Thì cái máy in này khá là rẻ và giấy in nó cũng khá là rẻ luôn nha các bạn, 500 tờ các bạn sử dụng rất là lâu luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy này với cái máy tính để các bạn có thể in được cái mã vận đơn nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn in cái mã vận đơn trên những cái sàn thương mại điện tử như là Tiki hoặc là Lazada hoặc là Shopee, in như thế nào và in ra nó sẽ như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái máy in này với cái máy tính nha. Thì cái cọng dây nguồn đó thì các bạn gắm điện vào nha. Sau đó các bạn gắm vào ở bên hông nè các bạn. Ở đây nè. Đầu tròn nè, các bạn gắm vào nha. Rồi, cắm nguồn vào, cắm điện vào. Rồi, còn cái cọng dây cáp kết nối máy tính với máy in á thì cái đầu dẹp này nè. Các bạn gắm vào máy tính nha. Còn cái đầu vuông này nè, các bạn gắm vào chiếc máy in nè. Thì ở đây mình có cái cọng dây sẵn đây nè. Bây giờ mình sẽ gắm vào nha. Đây nè các bạn. Đó, các bạn gắm vào nè, cái lỗ đầu này nè nha. Rồi các bạn gắm vào nè. Rồi, bây giờ bên hông này nó có cái công tắc nè các bạn, các bật bật lên nha để các bạn mở máy nha. Nhưng mà trước khi mở máy á thì các bạn bỏ giấy vào. Thì ở bên hông là có hai cái gạt mà màu đỏ nè. Các bạn kéo cái gạt ra và các bạn dỡ cái nắp này lên. Rồi, bây giờ các bạn lấy cái miếng giấy test này ra. Các bạn bỏ cái miếng giấy in này vào nè. Thì cái miếng giấy in này nó có một mặt là mặt nhám và mặt là mặt bóng nè các bạn. Thì cái mặt nhám á thì các bạn để nó lên trên nè. Đó, các bạn đút nó vô như thế này nè. Ở trong này các bạn nó có một cái hai cái nút để điều khiển giữ cái giấy lại nè. Các bạn điều khiển cái này vào cho nó giữ cái giấy lại cho nó khít với cái giấy nha. Đó, các bạn để cái mặt nhám lên trên nè, cái mặt bóng và cái mặt các bạn dở ra, các bạn bỏ sau khi mà các bạn đã tháo ra, các bạn dán lên kiện hàng á. Nếu mà các bạn để ngược á thì nó sẽ không có da mực nha. Rồi, bây giờ các bạn đóng lại nè. Rồi, các bạn mở công tắc lên nè. Tự động nó sẽ canh giấy lại cho các bạn luôn nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính á, mình sẽ cài cái driver và mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái driver cho cái máy in này nha. Thì các bạn xuống dưới phần miêu tả, các bạn lấy cái đường link để các bạn download cái driver này về nha. Thì sau khi tải cái driver về á,
thì các bạn được cái file nén như thế này nè. Rồi các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Extract Tool nè để các bạn giải nén ra nha. Sau khi giải nén ra các bạn được cái folder này, các bạn clip phải vào. Rồi ở đây á, nó sẽ có hai cái file driver nè, một Win32 và một cái Win64 nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xem thử coi cái Win mình 32 hay 64 để mình cài cho nó phù hợp nha. Thì ở góc trái cái màn hình nè, các bạn clip phải vào cái chỗ lá cờ các bạn. Đối với Win 10 nha, các bạn chọn Run nè. Rồi các bạn gõ vô DXDIAG nè, các bạn Enter. Rồi nó sẽ ra một cái bảng như thế này ha. Thì ở đây mình Win 10 64 bit nè. Đó. Cái cách thứ hai á, các bạn muốn lên cái hộp thoại Run á, một tay các bạn giữ phím Windows nè, một tay các bạn bấm R là nó sẽ ra cái hộp thoại Run luôn, các bạn cũng gõ DXDIAG luôn nha. Đó, nó sẽ ra cái bảng này. Các bạn xem ở đây nè. Nếu mà 64 thì nó để là 64 nè, 32 để sẽ để 32 bit nha. Các bạn lưu ý chỗ này nha, nếu mà các bạn cài nó phù hợp nó mới chạy nha. Cài không phù hợp nó sẽ không chạy nha các bạn. Rồi, ở đây máy mình 64 thì mình sẽ double click vào cái file 64 nè. Mình click phải vào nè, mình chọn Run as admin nè. Rồi, mình chọn Z. Rồi, bây giờ ở đây mình để mặc định luôn nha các bạn. Rồi, mình bấm Intune nè. Rồi, nó báo cài đặt thành công rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần control printer để chúng ta điều chỉnh lại cái máy in chút xíu nha. Rồi cũng như hồi nãy các bạn ở góc trái các bạn clip phải và các bạn chọn run nè. Các bạn nhập cái từ control printer. Không thôi thì các bạn bấm giữ phím Windows R nha. Nó cũng ra hộp thoại run. Rồi sau ra cái device printer nè. Đây cái máy in mình vừa cài nè các bạn, Win 300 printer nè. Bây giờ mình sẽ clip phải vào cái chỗ cái Win 300 printer này nè. Mình chọn là Win chỗ này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại cái khổ giấy nha các bạn. Cái khổ giấy của mình là 76 x 130 nha. Đó, tùy các bạn in cái khổ giấy như thế nào á thì các bạn set đúng với cái khổ giấy ở trên đây nha. Đó, mình thì để cái khổ mình in cái khổ giấy là 76 x 130, hoặc là các bạn nào in 76 x 100 á thì các bạn có thể set cái khổ giấy phù hợp với cái giấy mình mua nha. Rồi ok, bây giờ mình bấm ok, sau đó mình ra mình in thử nha các bạn. Ở đây á mình có hai cái đơn, là một đơn của Shopee và một đơn của Lazada, là mình sẽ in cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ các bạn bấm in nè. Rồi ở đây các bạn chọn cái máy in phù hợp nha, Win 300 nè. Các bạn nhớ tên để chọn cho phù hợp nha. Rồi vừa với giấy in nha các bạn. Rồi hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh cho nó phù hợp lại nha. Đây các bạn có thể chọn là 73 cho nó phù hợp với cái khổ giấy nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ in thêm cái đơn Lazada nữa. Một xíu nữa các mình sẽ zoom gần vào cho các bạn xem nha. Rồi, ok, in luôn nè. Ok các bạn, thì sau khi mà cái máy in chúng ta nó in hết giấy rồi á thì nó sẽ báo là nó kêu rồi các bạn. Đó, đây là hai cái hóa đơn mã văn đơn mà mình vừa in ra nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái điện thoại mình quét thử cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ che cái barcode trên nè, mình quét cái ở dưới nè. Đó, nó sẽ ra liền rồi các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ che ở dưới và mình quét ở trên ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quét thử cái đơn của Lazada nha. Đó. Đó các bạn, rất là nhạy luôn nha. Ok, những bạn nào mà muốn mua máy in đó thì các bạn xuống dưới phần miêu tả nha. Mình sẽ để đường link của Shopee hoặc là Lazada bên dưới phần miêu tả. Các bạn mua máy in sẽ được giao tới tận nhà luôn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.